Đây là anh Duy. Anh Duy trong mùa 14 có hát rất hay không? Catch me, catch me, catch me if you can. Kim nhảy rất là hút hồn luôn, mà cũng như là nhảy thật sự rất đẹp. Nó tạo cho mình một cái cảm giác giống như là ôi, nhìn cô bé nhỏ nhắn vậy thôi mà tại sao có thể là nhảy đẹp như vậy. Làm cho gì cảm thấy với sự chung tay của các thành viên, bữa ăn trưa đã sẵn sàng. Và trước khi vào bữa ăn, Tiên đã có một thắc mắc với Duy Anh. Xin phép chủ nhà, em thấy cái này thú vị quá. Cái nào thú vị? Cái này. Cho nên là em chị đọc lên coi thử đi kìa. Cái gì bí hiểm vậy? Đây. Đây hả? Ừ, cái này của ai vậy? Này của anh. Ồ, của anh. Anh có thể chia sẻ thêm về tấm bằng này không? Vì em cũng học marketing và em thấy một tấm bằng marketing ở trong nhà. Cho nên em tò mò. Ok, thì bây giờ còn một người bên ngoài làm streamer, ngoài làm ca sĩ ở bên ngoài. Thì mình có làm biên tập viên của bên báo kinh doanh trẻ. Thì sau khi tháng đầu tiên em làm việc là em đạt top 1 KPI của tất cả cả đội. Thậm chí nên em được nhận cái bằng này. Khoan, ở trên nó có ghi là Bùi Văn Hải. Tên thật của anh, tên khai sinh là Bùi Văn Hải. Lấy nghệ danh là Bùi Duy Anh để anh làm nghệ thuật bên ngoài. Xuất sắc. Ok. Một bài phút. Ok. Vô. Sẵn dịp đây, Duy Anh mới tâm sự về con đường sự nghiệp của mình với các bạn. Cái ngày mình vẫn vừa học, vừa đi làm. Thế là vô tình quen với Bivo Live. Cái đợt đấy là em đi học nó vẫn còn khó khăn lắm. Tài chính các thứ bố mẹ là không, bố mẹ em cũng nông thôn nhà quê cũng chỉ nói ăn học thôi. Nhưng mà chi tiêu sinh hoạt hàng ngày các thứ lại không đủ. Ở đấy em mới nghĩ không biết bao giờ mình mới được đi thang máy. Ủa thế luôn á? Ở đấy mình mới nghĩ không biết bao giờ được đi thang máy, bao giờ được đi máy bay. Bao giờ mới được ở chung cư, ở nhà. Đợt đấy là em dành dụm được dành dụm hơn 2 tháng lương để em mua một cái máy tính cũ ở quán net á. Phát lại á. Cái cấu hình nó thấp lắm. Thế là mới mua một bộ mic 1.8 triệu. Mới mua một cái máy tính hơn 3 triệu. Đấy là dành dụm được từng đấy tiền. Thì mua bộ máy tính ngồi nhà từ đầu hát nghêu ngao thứ đợt đấy không biết hát đâu, không biết hát. Thế rồi mới đầu làm rất là lán, không có ai xem, chỉ có 1-2 người xem thôi. Xong rồi dần dần lên đến con số 100 người. Thế bắt đầu lại càng có động lực, xong bắt đầu lên con số 300, 400, 500 và lên đến 2-3 nghìn người xem live stream. Nó cứ đều như vậy. Xong rồi sau khi mà em đạt được cái mức độ người xem, bắt đầu em quay sang cái tiêu chí là thu nhập hàng tháng từ streamer. Thì cái 3-4 tháng đầu tiên mà em làm không có lương, em cứ ngồi em live, em nói chuyện, em hát cả ngày. 3-4 tháng không có lương. Tại vì donate rất là ít. Mà hầu như những cái tiền đấy thì em làm idol thì cũng phải đổi quà ra, đổi tiền thành quà để đi giao lưu những idol khác, đi xin follow người ta. Thế là đợt đấy có một idol lớn, em cũng không tiện nhắc tên, thế nhưng mà em xin follow người ta ấy, thì người ta bảo nếu muốn mình follow lại thì bạn tặng kiếm mình đi. Cái con kiếm ấy là tương đương 1 triệu. Xong rồi đợt đấy mình nghĩ
người ta chảnh với mình, công nhận người ta có tí lên rồi nên người ta chảnh với mình, trong lòng em cay lắm. Cay mà cay á. Thế là em quyết tâm em làm và em đứng trong top 4 idol của BeOnline. Khi mà em đã lên top rồi, có tháng em top 1, có tháng top 2, có tháng top 3, có tháng top 4. Thế nên em chinh phục được cái cán mốc đấy. Thì cái khó khăn nó cũng đã qua. Và khi mà em đạt được cái thành tựu đấy thì em thay đổi tất cả. Từ kinh tế, cách suy nghĩ, rồi là em thay đổi, hầu như em thay đổi hết con người em, cả tư duy cho đến cách làm việc. Có thể như ở trên live stream thì em nói chuyện với rất nhiều người, rất nhiều anh chị em, nhưng mà sau tắt live stream gái rất là cô đơn, chỉ có một mình thôi. Quanh năm ngày tháng chỉ có bốn góc tường. Khi mình làm như vậy là cái cuộc sống ở bên ngoài, thậm chí cả bố mẹ em hoặc em của em sẽ bị tìm hiểu, đào bới, bới móc. Nên là cũng rất là áp lực, thực sự. Có những lúc mà người ta xúc phạm mình, những cái câu đấy hầu như là những người kiểu trẻ con ấy. Nhưng mà em ở trên live thì em biết mình không được khóc. Nhưng mà xuống tắt live em khóc như một đứa trẻ con. Em uất, nhiều lúc em muốn bỏ nghề, uất ức chứ. Mình hiểu cái đó là công việc và cho nên là mình cũng quen rồi. Dần thì cũng thành quen. Nhưng mà cái kiểu, cái phản ứng của mình nó giống như là không còn thật với cái cảm xúc của mình luôn á. Đúng rồi. Cái cảm xúc của mình là như vậy nè, nhưng mà lúc đó mình thì sẽ như vậy. Kiểu riết là nó thành cái thói quen. Đấy, cuộc sống trên đấy, còn ở bên ngoài thì em chỉ là người bình thường. Cũng thích con gái, cũng thích rượu bia, cũng muốn có gia đình, muốn có vợ, có con, các thứ. Bố mẹ em bây giờ giục em lấy vợ rồi, năm nay mà không lấy vợ nhá, mày chết. Bây giờ ấy, em không lấy vợ, em toàn ngồi mâm bọn trẻ con ấy. Mặc dù cháu đích tôn về toàn ngồi mâm với cả các em. Chấm tôn mỗi lần chữ thọ đó. Duy anh chia sẻ công việc của Duy anh thì Duy cảm thấy là nể, thật sự nể một người em của mình. Một người em của mình rất là giỏi giang và thật sự rất biết cầu tiến. Từ hôm qua đến giờ, Duy luôn dành cho Linh một sự quan tâm đặc biệt. Bây giờ cũng vậy. Hồi nãy thì em ngồi ở đây với lại Duy Anh với lại này thì hai người này kiểu tâm sự em như là một cái con kỳ đà ngồi em ngủ em không biết gì xong rồi đó, bây giờ em ngồi đây lên cặp chú cháu này lại thả cơm to cho tôi chắc tôi chết mất. Và thế là khi về phòng, Duy đã trở thành đề tài bàn tán của các cô gái. Sao vậy? Anh Duy tỏ tình với em chịu không bé? Em biết mới có 2 ngày giờ chưa có. Chưa kịp định hình. Nghĩ sao mới 2 ngày mà chị hỏi cái đó. Không, ví dụ thôi. Em không biết. Không, nhưng mà ví dụ em cũng không biết luôn. Tại vì khi mà em thích một người em phải cần tìm hiểu và biết tính cách nhiều hết. Nhưng mà kiểu như ngày thứ 2 thì em có ấn tượng với ông Duy rồi. Ấn tượng kiểu bình thường thôi. Ấn tượng à? Kiểu như thì cũng nói chuyện với em nhiều hơn mấy người kia. Ông Duy muốn xây dựng tình cảm chú cháu rồi. Sao tôi không hợp với ai vậy? Tôi không có tới với Chiến đâu nha. Không nha. Mới là ông tự muốn tóc. Mà kiểu muốn tóc luôn á, chứ không phải là kiểu để đó chị tưởng là chị ghé cái mặt vô thôi. Sao tự nhiên muốn tóc chị nó xài chứ không được nha. Còn kiểu vô duyên á. Chưa có thân lắm thì mình làm gì mình cũng phải nên hỏi đúng chứ. Đúng rồi. Mà em rất ghét quen người trai bằng tuổi nha. Khổ lắm. Kiểu yêu như con nít vậy đó. Vậy thôi, dù cũng tùy người, tính tình sao. Em thích mấy người càng lớn hơn em nhiều tuổi càng tốt. Cỡ 5-6 tuổi. Càng lớn hơn em. Em nghĩ như thế nào về em nghĩ thế nào về anh Duy? Em nghĩ thế nào về anh Duy? Chiều nay, Linh và Tiên cùng đi theo Kim đến phòng tập nhảy cùng nhóm nhạc Ohio. Duy và Chiến cũng xuất hiện trong buổi tập nhảy này.
Hello cháu, hello. Hello. Hello, hello mọi người. Đây là anh Duy. Anh Duy trong mùa 14 có hot lắm hay không? Catch me if you can. Kim nhảy rất là hút hồn luôn. Mà giống như là nhảy thật sự rất đẹp. Nó tạo cho mình một cái cảm giác giống như là ôi, nhìn cô bé nhỏ nhắn vậy thôi mà tại sao có thể là nhảy đẹp như vậy. Làm cho Duy cảm thấy khá bất ngờ về cái điều đó. Chiều tối hôm ấy, các chàng trai bất ngờ nhận được những thử thách từ chương trình. Thử thách dành cho bạn là hôn má một bạn nữ một cách bất ngờ, không để cho bạn ấy biết. Ồ, thử thách này khá là thú vị và cần một kế hoạch rất là tỉ mỉ. Thử thách dành cho bạn còn một bạn nữ đi vào. Ok, qua làm được rồi. Thử thách dành cho bạn hôn tóc một bạn nữ và kể một câu chuyện cười. Thử thách dành cho bạn là nắm tay và hát tỏ tình một bạn nữ. Mình sẽ hôn má của Kim. Mình vừa xem bà ấy nhảy thì nghĩ tới bạn ấy đầu tiên. 90% mình sẽ hoàn thành được. Khoa muốn chọn Kim đi đi bộ vòng vòng ở đây. Duy tính thực hiện thử thách này với bây giờ Duy cũng chưa nghĩ ra ai nữa. Chắc với Hằng. Duy sẽ thử thách này thực hiện với Hằng. Vì tại vì Duy thấy Hằng cũng là một vựa muối á, dễ cười lắm. Cho nên Duy nghĩ Duy kể câu chuyện cười Hằng sẽ cười. Còn những bạn khác thì hơi khó. Cái việc nắm tay và hát tỏ tình một bạn nữ này thì nắm tay và hát thì mình nghĩ là mình làm được. Chứ còn tỏ tình thì mình nghĩ mình chưa làm bao giờ. Mình chưa hát, tỏ tình ai bao giờ cả. Không biết là hát cái bài gì để mà tỏ tình hơi khó mình. Và rồi, ngay trước bữa ăn tối, Chiến đã chuẩn bị cho thử thách của mình. Lát nữa em gặp anh chị hỏi công việc đi. Một, hai, ba, vô. Tên là gì vậy? Tên anh? Văn Anh Duy. Văn Anh Duy, hèn gì hôm nay có mấy đứa nó biết kìa. Đúng không? Lúc anh like á. Ơi, bạn này giống, bạn này là... Ừ, đúng rồi. Ủa, em biết hả? Bạn này bây giờ rất là nổi tiếng mà. Thì đúng rồi, anh biết rồi, Akita anh cũng nổi tiếng hết đó. Đừng là bạn cái cũ. Tại anh nói mà. Tự nhiên anh nói. Bữa ăn là một dịp để các bạn thể hiện sự quan tâm dành cho nhau. Ở trong nè. Trong đi làm mệt. Tan chảy. Chú, bao giờ tôi đi lột tôm cho ai đấy? Trời ơi. Nhất là con gái. Trời ơi. Nghe là ở đây có ai thấy mình xấu hổ khi thấy Kim lột đâu? Kim lột tôm cho Hằng không? Mấy con trai. Chương trình tôi lại tỏ tình với mấy người thì mặt mỏ. Chắc cuối chương trình chắc gái tỏ tình với gái. Nhà này xa quá. Chỉ không biết là tên. Thiếu khả năng sinh tồn. Tức ghê. Không biết lột tôm. Bị nói là thiếu khả năng sinh tồn. Trời ơi, cái nhà này thật là cay nghiệt mà.
Nói chung là anh đối với con gái tụi em không biết luật tôn, không biết làm những thứ ga lăng thì đó là thiếu khả năng sinh tồn. Sinh tồn trong gì biết không? Sinh tồn trong cuộc sống hai người á là không có khả năng, là kiểu gì cũng bị quýnh, cũng bị đấm, cũng bị lên gối. Nhưng mà không cần dùng một tay này. Ơi, ông ghê, ông ghê. Có ai được ăn tôm luộc không bằng tay đâu mà biết vợ em. Con tôm chiến lột cho Kim nè. Không có đuôi. Không có đuôi như chồng để đánh giá mình phân tích nhá. Và để lại chân. Mình còn rất nhiều chân và lợi. Và cái này là anh thanh bổ mà. Đúng rồi, anh thanh bổ đúng không? Ta còn ít gì bỏ. Cái này mình gọi, nhà gia đình mình gọi là gì nè? Thiếu khả năng sinh tồn. Thật sự, một con tôm như vậy. Khoa đi tập về vừa kịp bữa cơm tối. Hello. Anh nhắn tin em nhận được không? Vừa ấy còn ăn được, còn ăn được. Tắm chưa? Không sao. Hỏi là cái gì? Vô ngồi đi múc mì. Hãy coi tôi đây, tôi đã huấn luyện Khoa rồi. Khoa, em xin lỗi em đi. Anh xin lỗi em đi. Thấy chưa? Em cũng xin lỗi anh đúng không? Mệt mỏi thật sự. Chán. Ví dụ như Kim là vợ nha. Anh xin lỗi em đi. Bà xin lỗi em. Thấy chưa? Xí vui à, vui. Thấy chưa? Vợ vui là nhà vui. Vợ vui là nhà vui. Yay. Sau bữa ăn, Chiến rủ Kim ra nói chuyện như đã hẹn trước. Ủa đi đâu đây? Gặp nhau nè. Ủa Tiên, em đi đâu vậy Tiên? Em làm chị sợ quá vậy? Em đi lấy đồ. Em đi theo dõi chị phải không? Ai rảnh. Chắc là không phải theo dõi chị đâu ha. Tiên. Chị đi với Chiến nha, có gì thì là... Chị nói gì? Hả? Chị sợ hả? Có gì đâu, chị bình thường mà. Chị đang rất là bình thường, kiểu giỡn mà. Tại vì giỡn giúp bé đi cho vui mà. Sao có chị gì? Chị thấy Tiên như thế nào? Ủa? Chị thấy Tiên là một cô gái như thế nào? Ủa mà sao kêu lúc đầu kêu là đi với chị để hỏi công việc của chị mà sao giờ hỏi Tiên, thích Tiên rồi đúng không? Thì có những thứ mà chị đừng có hỏi và chị biết câu trả lời thì đừng có hỏi. Hiểu không? Thì hả thích Tiên à? Không, em cứ nói chị nói vậy thôi, có những thứ chị biết câu trả lời thì chị đừng hỏi lại. Hiểu không? Tiên ơi, nó thích em kìa. Không có mà. Tiên ơi, Chiến thích em nha Tiên. Thôi bỏ qua đó nha, bây giờ Tiên là như thế nào thì em sẽ tự chủ động ở trong tương lai nha. Ý là em thích Tiên. Rồi, không, em okay, chị sẽ ghi nhận cái này. Em không nói em thích Tiên. Chị có quen người nhỏ tuổi hơn mình chưa? Từng quen một người nhỏ tuổi hơn. Nhỏ hơn nhiều. Không nhỏ hơn nhiều lắm. Nhỏ hơn có 1 tuổi à? Ừ. Đi vòng vòng không? Đi vòng vòng ở đây không? Xong đi vào đây nè. Thì đây vừa nói. Hồi sáng khi mà chụp hình á, Chiến có hôn lên tóc á, không biết. Đừng nhắc nữa. Tôi rất là giận cái đó. Bởi vì cái đó chỉ là không, chỉ là cảm xúc kiểu như là ngẫu hứng á, kiểu như khi mà chụp hình rồi để tim như thế này rồi mình khoan, sẽ như thế này thì ý là lỡ mà Chiến có một cái gì đó ngẫu hứng quá mức thì nhắc Kim, kiểu tại vì Kim là người rất là sợ kiểu cái gì đó nó quá bất ngờ. Dạ là hồi trước giờ là nếu như gặp bị những cái tình huống mà nó bất ngờ như vậy thì Tiên Kim sẽ phản ứng như thế nào? Ôi, cái là bị phản ứng mạnh á, tại vì cái đó nó giống như là mình chưa có chuẩn bị, mình kiểu bị quá bất ngờ thì mình sẽ bị cái reaction á, cái phản ứng đúng kiểu phản ứng mình quá mạnh luôn. Thật ra hồi sáng chỉ là trêu thôi, cho nên trêu là gì nó kiểu như vậy. Không thể nào mà trêu chị được hết á. Thì cho dù như vậy thì cho Chiến xin lỗi. Ok, có thể là ghi nhận câu xin lỗi này. Nhưng mà lần sau thì đừng như vậy nữa. Tại vì tôi sẽ không biết tôi sẽ làm gì với mấy người đâu. Phản ứng của mà Kim sẽ tát vào má của mình.
đó là một cái phản ứng tiêu cực mà mình không hề mong muốn chút nào. Cùng lúc ấy, Duy cũng có một cuộc hẹn với Linh. Với lại em có nghĩ là trong bốn bạn nam nha, thì em ấn tượng nhất là người nào? Hôm qua thì em không có ấn tượng với ai. Nhưng mà hôm nay có lẽ em ấn tượng với anh. Tại vì em có nói chuyện nhiều hơn là ba bạn nam cùng lại. Là anh hả? Ấy anh mặc áo không? Ok cậu. Lẹ lên liền. Em gỡ lên nhìn không? Quá đáng lắm luôn á. Nhưng mà chắc là anh thích sự thoải mái thì hơn đúng không? Gội đầu chưa? Rồi. Cái gì? Sao anh hửa thấy mùi gì vậy? Mùi gì đâu, gọi mới gọi nãy mà. Ủa thì chắc mùi cây cỏ thì lấy em buông tóc lên nữa. Em mới gọi nãy. Anh hửa hửa lại rồi. Anh đang cố tình hửa tóc em đúng không? Anh hửa tóc em làm gì? Chứ gì nữa. Anh kể cho em chuyện này hay lắm nè. Hồi nhỏ nha, anh bị một cái. Em biết không, hồi nhỏ anh giống như là kiểu mình là hot boy mà. Hồi xưa là hot boy. Nói thật. Anh là hot boy ở cả cấp 2, cấp 3 luôn. Toàn đứng đầu trường cơ mà. Mà kiểu cấp 2 á, anh bị té gãy tay. Bị gãy hai xương đây luôn nè. Đó nó cong lên. Bị cong lên là xong rồi anh băng nguyên cục bột vậy nè. Mà anh đi thi tốt nghiệp á. Mà lúc đó là vừa đi thi luôn. Bên tay trái, anh gãy tay trái đây nè. Đó, xong đi thi tốt nghiệp á. Thì kiểu mà mình đi trên đường á, thì mình thấy mấy con nhỏ con gái hay nhìn mình. Là cái kiểu như là ôi, Đi đâu mình cũng gặp đã trong trường. Mình đã là hot boy rồi mà bước ra ngoài đường qua chuẩn bị thi với các trường khác mình cũng là hot boy. Xong anh thấy hai đứa con gái đang đứng nhìn anh mà chỉ anh á. Anh bắt đầu làm lãng tử liền. Leo lên, đi thi. Xong rồi anh leo lên cái hành lang. Tại vì có hành lang mà. Hành lang xong anh leo lên, anh cầm cuốn tập mà Cái tay anh cột đi nè. Anh cầm cuốn sách anh đọc bài. Học thuộc bài xong rồi anh ráng nghe hai con bé. Anh thấy hai con bé nó tiến tới anh rồi. Đi ngang tới anh nha, anh vẫn học bài để coi lắng nghe hai bé nói gì. Sao nữa? Anh lại nghe xong hai bé đi ngang qua nó nói: "Ê khùng, nãy gãy tay nhìn nó gộ ghê ha." Trời ơi má ơi, cuộc sống anh nó sụp đổ. Đáng nó sụp đổ. Anh đáng bị như thế. Thử thách dành cho bạn hôn tóc một bạn nữ và kể một câu chuyện cười. Nghe gọi. Đây một tiếng nha. Con nghe đây. Mẹ ơi. Gì thế? Con nói cái này nè. Con quen người yêu mới rồi á. Tên gì ạ? Kim. Kim. Thì giống tên của họ hàng của mình nhưng không sao đâu. Thì con thích bạn đó thì cho nên là có thể con sẽ tỏ tình và Tết này con sẽ dẫn về nhà. Mẹ nhớ chuẩn bị dưa hấu nha. Bạn ấy thích ăn dưa hấu lắm á. Con biết rồi. Con thương bạn ấy mà. Thương thật. Trời ơi, con thương thật mà. Thôi con quay một tí nha, rồi có gì con mai con gọi lại mẹ sau nha. Dạ. Rồi bye bye mẹ, chúc mẹ ngủ ngon. Chị thích ăn dưa hấu đúng không? Không. Chị không thích ăn dưa hấu chút nào đó. Chị ghét ăn dưa hấu lắm. Thế chị không muốn cùng em về nhà ăn dưa hấu à? Gì? Thôi nãy chị không nghe. Không thể nào là mẹ em được xạo đúng không? Mẹ em gọi mà chị thấy cái... Vậy gọi lại đi, chị nói chuyện với mẹ em cho. Em không muốn như vậy. Đấy đó, chị chào mẹ cho. Biết đâu về nhà gặp. Đây. Không muốn như vậy, em mẹ dặn là phải dẫn về nhà gặp mẹ, mẹ mới thích. Còn mẹ không thích nói chuyện qua điện thoại. Hồi nãy mẹ có nói rồi. Cho nên là không được. Hồi nãy mới cười cầm lợn, tôi vô tình nhìn thấy là mẹ trái tim thì tôi còn tính khen là ồ, bạn này thương mẹ quá ha. Nhưng mà không thể nào mà gây dựng một cái... Ôi dồi ôi, cái... không tin thật à? Không tin. Nếu như cho dù là giả đi thì
Cái này là nằm trong chương trình này, không thể nào xin được. Chính thưa là trong chương trình không có cái kịch bản gì như thế này cả và... Đấy là chương trình không lẽ bắt mình đến kịch bản mới tập thứ mấy ngày thứ hai gặp nhau mà phải đổi tình rồi hả? Nếu như đã là một lời tỏ tình... nhanh đúng không vậy? Nếu như đã là một lời tỏ tình thì Kim có chấp nhận Chiến không? Chấp nhận làm bạn gái của Chiến không? Ủa, nếu ở trong chương trình là tập tỏ tình là tập cuối mà ta? Chiến có thể tỏ tình trước mà, bởi vì là sẽ như thế nào nếu như những ba bạn nam còn lại thích Kim và Chiến sẽ có đối thủ cạnh tranh. Chiến không bao giờ muốn lùi lại. Ủa, ý là từ xa mà nhìn tiền đi theo bạn khác. Hiểu không? Hiểu không? Trời ơi, lại gọi tôi là Tiên nữa. Kim, tôi đã tính cho một cơ hội nhưng mà thì thôi, không thể chấp nhận được. Hơi lạnh, hơi lạnh. Vậy đem áo khoác theo. Thật sự bây giờ Chiến muốn dẫn Tiên đồ trong cho không lạnh chứ. Nhưng mà Chiến không thể đợi người Kim được. Thôi, chương trình bỏ ơi, cái đó đi. Gọi em là Tiên lần thứ ba, alo. Tại sao tôi không thể nào chấp nhận được lần thứ ba đi tỏ tình với Kim nhưng mà lại gọi lộn tên đến 3 lần. Ok, thôi bây giờ tôi sẽ ghi nhận. Thôi đi vô. Đi vô Kim nha, chứ không phải đi vô Tiên. Đi vô Kim, được. Ok. Tôi vẫn Kim là gọi lộn tên đến 3 lần. Không, đừng có nhớ cái đó đâu. Không, tôi là rất Kim. Số 2 đúng không? Số 2. Bắt cóc tôi hơi lâu đấy. Mới có nửa tiếng mà lâu gì trời. Gia đình họ nhà gái đang tìm kiếm tôi chắc chắn như vậy. Thật ra họ nhà gái không tìm kiếm Kim. Không tìm kiếm Kim đâu. Tôi không biết con khóc hay cười. 4 lần. 4 lần. Người ta nói là sẽ hai có lần là... thứ năm đâu. Nếu có lần thứ năm như thế nào? Nếu có lần thứ năm thì coi như là chắc chắn. Ok nha, nếu mà có lần thứ năm thì chắc chắn là Chí không có cơ hội. Ok. Còn nếu như mà không có lần thứ năm thì sẽ như thế nào? Thì không biết. Ai chơi vậy? Hạ hồi sẽ rõ. Cút được vậy, cút được vậy. Tôi bị bắt cóc hơi lâu. Ủa, giật cái mình. Ê, ai đủ chị vậy? Không, chị giỡn, chị bắt cóc hơi lâu. Xong chưa? Vậy bây giờ vậy là Duy nói thẳng luôn á, là Duy đoán Chiến với Kim là cặp đôi bí ẩn. Ôi trời ơi, mình thất bại rồi, mình không làm được cái thử thách của chương trình. Với cái thái độ đề phòng. Thôi để tí nữa chia sẻ, bây giờ vô chơi với mọi người đã. Thế giờ phút này thì có lẽ tình cảm Chiến dành cho Kim nhiều nhất. Bởi vì cô ấy đặc biệt, cô ấy khác với những cô gái còn lại. Về những cái điểm mà Chiến muốn thấy ở một người con gái thì Chiến thấy Kim có những cái điểm đó và Chiến ấn tượng hơn. Thì Kim là một người nghiêng về con người, về quan tâm tới người khác, là một người lo cho gia đình, một người lo cho những đồng nghiệp, những bạn bè xung quanh và có sự quan sát, quan tâm rất là lớn.